Đây à. Thì ba gì nữa đi hả? Đi ra sao? Thôi không hạn nữa, lại cái hạn tiếp. Đi ra sao? Thầy nói. Thôi chị đừng cho đây đi. Cái này không ai nó đúng rồi. Lạc cái hạn đó bằng tay. Lạc nó mình cái hạn. A Di Đà Phật, để thay đổi không khí, trường tôi xin thông qua cái hành trình đi sáng hôm nay. Tức là sáng hôm nay chúng ta sẽ đi cúng dường tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ nói Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh là để phân biệt với Học viện tại Huế và Hà Nội. Tức là cả nước Việt Nam là có bốn trường đại học Phật giáo, ba trường đào tạo Bắc Tông, còn một trường đào tạo Nam Tông, tức là nằm ở thành phố Cần Thơ. Tức là bốn thành phố lớn: Hà Nội, Huế, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ là bốn trường. Trường này chúng tôi học vào năm 2015-2018. Thì sáng nay chúng ta tham quan học viện rồi cúng dường, rồi sau đó thì quý vị cúng dường bữa ăn trưa thì gọi là cúng dường trai phàng, rồi sau đó quý Phật tử có thể phụ dọn dẹp rửa chén thôi gì chút xíu, thì tùy cái tình hình trước đó, đúng không? Ngày xưa chúng tôi học có đó thì khác, nhưng bây giờ thì rất là nóng rồi chúng ta. Rồi trường vào năm 2018, rồi bây giờ thì cũng 5 năm, còn lại ở trường cũng còn một vài cái thay đổi về vấn đề sinh hoạt. Sau đó chúng ta sẽ tham quan chánh điện của học viện và thư viện của học viện, một cái thư viện cả lớp, thư viện chủ quản. Sau đó chúng ta sẽ qua tham quan chùa Thanh Tâm, tức là Phật Cô Đơn. Thì vì sao chùa có cái tên là Phật Cô Đơn thì cũng có một sự tích. Thế chúng tôi nghe kể lại thì vào năm 1960 thì khi máy bay mà chở thực phẩm thì thực phẩm lại nhét rớt xuống cái chỗ cạnh đồng đó, cạnh đồng bên bông chỗ đó, cho nên mà đặt tên là Phật Cô Đơn. Ngày sau này đổi tên là chùa Thanh Tâm. Chùa còn có một tên khác là Bát Bửu Phật Đài. Bát Bửu Phật Đài. Chúng ta sẽ tham quan vào khoảng cỡ 2 giờ kém, thì 2 giờ chúng ta sẽ di chuyển qua chùa Pháp Tàng của thầy Trí Huệ. Thì chúng tôi cũng liên lạc với thầy rồi. Thật ra là liên lạc với đệ tử của thầy. Tại vì thật ra mình không muốn liên lạc với phiền của thầy. Thì vấn đề đi tham quan thì cái duyên. Chúng ta nếu tội mà đủ duyên thì gặp được thầy Trí Huệ thì chúng tôi đã liên lạc trước. Thầy chia sẻ khoảng cỡ nghe thầy chia sẻ khoảng cỡ 15-20 phút, sau đó khoảng 2:30 chắc là hết biết. Dạ luôn.